cháu thầy Dương Hiếu và anh chị em ở trong nhóm. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm. Tên đầy đủ của em là Hoàng Thế Lâm. Năm em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm kênh về hải sản. Kênh của em là Vân Đồ City. Thực sự thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy. Cũng là hữu duyên khi em bắt gặp những video của thầy ở trên tài chính.